Bộ phim Trấn Đồ Môn, Quan Tây Đảng Khấu. Sau cách mạng Tân Hợi, tổ chức gián điệp vừa bị chim gan sở của thời Tiện Thanh bị tiêu diệt. Sát thủ cách ly trốn tránh truy sát, ẩn núp tại Trấn Đồ Môn, nơi biên thùy phía Tây, dùng thân phận đầu bếp, nương thân tại kỹ viện Tiểu Thượng Hải, do vợ chồng Đao Khách, Diệp Quần và Thái Lục Cân kinh doanh. Trước kia, Trấn Đồ Môn là nơi lưu đày trọng phạm, trải qua hơn 200 năm thay đổi, đã trở thành thị trấn quan trọng trên con đường đi buôn. Quân phiệt Bắc Dương chia cắt, Trấn Đồ Môn được thương hội quản lý, tự thành lập quy tắc và pháp luật, không những trở thành nơi tập kết hàng buôn bán, mà còn là thiên đường của đám tội phạm bỏ trốn, cướp bỏ khách đi buôn. Cha! Cha! Cha à, sao lại thành ra như vậy? Mấy ngày trước đến Trấn Đồ Môn xin ăn, bị người ta đuổi đi, dấp ngã, chân bị ngựa giẫm gãy. Trấn Đồ Môn không chứa ăn bày, ông làm vậy không phải tự chuốc sao? Quê hương gặp chiến loạn, chúng tôi cũng bị ép thôi. Cô gái, chút tiền này của cô nhiều lắm chỉ đủ cho cha cô nối lại chân, chắc chắn không thể uống thuốc. Đại phu, tôi dập đầu lạy ông. Đại phu, dập đầu có tác dụng gì? Tôi thấy cô cũng khá đẹp, hay là theo tôi về nhà hầu hạ tôi. Tôi cho cha cô dùng thuốc. Tên đại phu này bắt nạt người ta quá. Kêu cái gì mà kêu? Kêu cái gì? Còn kêu nữa tôi không chữa đâu. Đại phu, tôi cầu xin ông đấy, đại phu. Cô đừng có khóc nữa. Đừng khóc. Lão Hán, cắn cái này đi. Cái này. Đại phu, ông làm gì vậy? Cắt chân. Lão Hán, ông có hai lựa chọn, cần mạng hay cần chân. Cha, nghĩ kỹ chưa? Nghĩ kỹ thì đừng có gào khóc đấy. Đừng khóc nữa. Tôi chặt búa này xuống chắc chắn sẽ đau. Cố chịu đi. Ai vậy? Anh là ai? Lão già, không nhận ra tôi sao? Nào, đừng sợ. Cha ông từng đổ bô nước tiểu cho tôi. Mẹ ông từng mặc tả cho tôi. Thảo bà, lấy đoạn tục cao nối chân cho ông cụ. Được. Đa Long, có, lấy đồ ăn chia cho mọi người. Được. Anh Hùng, lấy một quả bóng, bịt cái miệng chó lại cho tôi. Cảm ơn, cảm ơn. Cảm ơn, nào, lấy đi. Cảm ơn, cảm ơn. Mỗi ngày cần bôi một lần, tịnh dưỡng nghỉ ngơi 10 ngày, cha cô có thể xuống đất đi rồi. Cảm ơn, cảm ơn. Tổng trấn, bên khung gia chuẩn bị xong hết rồi. Đi thôi. Đi. Đám thủ phỉ chết tiệt, bọn mày chờ đó cho tao. Tao ở Trấn Đồ Môn, tao phải nói cho trấn trưởng Hồ Địch dạy dỗ bọn mày. Ân công, ngài tên là gì? Họ là Ban Đảng Khấu. Con ngựa này chậm quá. Tổ gia, chúng ta bị mai phục rồi. Cha, bảo vệ tiểu thư. Được. Đứng im, đứng im. Tất cả đứng yên, đứng yên.
Không dám nổ súng sao? Xuống đây, xuống đây đi, xuống đây. Đặng Khấu, đường trảm. Nếu đã nhận ra tôi thì chấp nhận đi. Đường gia, tôi chấp nhận. Có điều kiện gì? Anh cứ việc nói. Vậy thì cho anh một cơ hội. Nghe kỹ đây, tìm một người mạnh nhất ra đấu tay đôi với tôi. Nếu có thể thắng thì tôi không lấy một đồng. Nếu như thua, người đi, hàng ở lại. Tổng trấn, lần này đừng chơi nữa. Câm miệng. Tại hạ. Tại hạ cái gì? Qua đây. Bớt giả chết đi. Ông đây dùng sống đao đấy. Chết đi. Tổng trấn, Khôn gia đều chỉ là một số bột trà không đáng tiền. Tổng trấn, tin tức của anh không chuẩn sao? Không phải nên là đại hồng bào vũ Di Sơn sao? Kêu cái gì? Bao nhiêu anh em tốn sức như vậy, đến cuối cùng toàn là bột trà. Tổng trấn, giải thích thế nào đây? Mang mang, bắn chết đám không có mắt này cho tôi. Được, chờ đã. Suốt cuộc ai là tổng trấn? Được đấy. Sao ngoài trước mặt người ngoài sao? Các vị hảo hán, xin giơ cao đánh khẽ, cho bọn ta một con đường sống. Thứ các vị cần, tôi có. Đại hồng bào Vũ Di Sơn chính tông này đều do Long Môn Khoa Vũ Di Sơn trồng cùng mấy cây tùng già thiền tự hái ngự trà viên sao chế. Đây là cống phẩm của các triều đại. Đồ tốt. Đồ tốt đấy. Hôm nay nhất cũng một cân nhỉ, chia cho các anh em đi. Anh Khôn, hôm nay ở lại giải quyết. Tranh thủ thời gian tìm người mua, đổi thành tiền. Yên tâm, Đa Long có. Sau khi tiền đến tay, cùng Thảo Bà đi mua chút đồ ăn, bố thí cho trẻ con và phụ nữ nhà nghèo. Được. Mấy sương bọt trà này không dễ bán ra nhỉ. Đốt đi. Đi thôi Đa Long, đi thôi. Ở đây hết vui rồi. Đi, đương gia. Đi thôi, đi thôi. Chơi không vui nữa. Lần nào cũng vậy. Làm gì có dáng vẻ của đại ca. Rõ ràng chỉ là một đứa trẻ. Được rồi, được rồi. Nói nhảm cái gì vậy? Anh Khôn, không nghe tổng trấn dặn dò sao? Làm việc đi. Đốt xe. Được, đốt xe. Nào, đốt xe, đốt xe. Đừng. Khôn gia, đằng xa kia có một tên.
Khôn gia, thằng này có lai lịch gì vậy? Mặc kệ hắn là ai cũng phải giết. Con nhóc chết tiệt. Lại thêm một người nữa. Anh em, giết hắn cho tôi. Đứng lên. Chẳng phải anh đã nói em ở bên đó đừng qua đây sao? Vừa rồi anh không nói gì hết, anh chỉ trợn mắt nhìn em. Đây là ý gì? Là bảo em đừng đi qua. Em, tôi muốn giết hắn báo thù cho cha tôi. Cho nó bắn thì bắn sao? Mang dây thừng qua đây trói hắn lại. Hai đứa theo anh về trấn Đồ Môn đi. Không, chúng tôi muốn ở đây chôn cha tôi và bảo vệ hàng của cha tôi. Bọn chúng là băng mã phỉ khét tiếng nhất, hắc thạch nhai. Vì lô hàng này chắc chắn sẽ quay lại. Chúng tôi không sợ, anh đi đi. Tính cách đứa nhỏ này mạnh mẽ thiệt. Hay anh chôn cha giúp em? Không cần, tùy em. Hướng đông có một căn miếu quan. Đứng lên. Cách ly. Cách ly. Anh định bỏ mặc hai chị em đó không lo sao? Cách ly. Năm Gia Khánh, trấn Đồ Môn này thật là một nhà giam. Rất nhiều hoàng thân quốc thích phạm tội nặng, không thể chém đầu, liền bị lưu đày đến nơi này. Sau đó con đường thông từ Quan Tây đến Lâu Lan bị bão cát lấp mất, đường buôn thay đổi trở thành cái nơi quỷ quái chó ăn đá gà ăn sỏi này. Ông kể câu chuyện này cả trăm lần rồi, bọn tôi vẫn thích nghe. Câu chuyện của đảng khấu đừng trảm hơn. Tôi khát nước, lão thật sự khát nước muốn chết rồi. Không thể khát chết lão đâu, và điên. Mau kể đi. Được, tiếp theo tôi sẽ kể cho mọi người nghe câu chuyện băng mã phỉ nổi danh nhất dùng trấn Đồ Môn, được mọi người gọi là đảng khấu đường trảm. Tránh ra. Nhớ năm đó đường trảm. Đi mau đi mau. Ai đến vậy? Bạch Nhãn Phong, nghe ra tôi là ai không? Cho dù không nghe ra, có lẽ tôi cũng ngửi được mùi mà. Ngoại trừ trấn trưởng trấn Đồ Môn, hội trưởng thương hội Hồ Địch tiên sinh, ai mà có mùi nước hoa Pháp gây mũi chứ? Trấn Đồ Môn mà tuyển chọn vua nói nhảm, Bạch Nhãn Phong hoàn toàn xứng đáng đấy. Tôi cho phép ông ở đầu trấn nói năng lung tung, là tôi tội nghiệp ông mù lòa, cho ông một con đường sống. Nhưng ông không giữ được cái mồm ông, nhất quyết đòi kể chuyện của đường trảm gì đó. Hắn là mã phỉ, ai cũng phải diệt trừ. Được, được, được. Tôi hiểu rồi. Trấn trưởng trấn Đồ Môn, ngoài trừ quản lý việc kinh doanh của trấn Đồ Môn, còn muốn quản cả miệng của trấn Đồ Môn. Được, từ nay về sau tôi sẽ nghe lời ngài. Ngài không cho tôi nói gì thì tôi không nói đó. Ngài bảo tôi nói gì, tôi sẽ cố gắng nói. Vậy còn tạm được.
Giữ cái miệng đó cho chặt vào. Hiện giờ, thời thế bên ngoài có thể so sánh với thời Xuân Thu. Trung Hoa Dân Quốc trông thì như đã thống nhất, nhưng thực ra những chia 5-7, cộng thêm phía Nam sống ngầm trỗi dậy, chính quyền của Đại Tổng thống Bắc Kinh rất không bền chắc. Tôi thấy anh cũng đừng quan tâm loạn thế Xuân Thu gì. Anh đó cứ yên tâm làm thổ hoàng đế của anh. Bọn tôi trợ giúp anh, vàng bạc không dứt, các tinh cao chiếu, tài nguyên cuồn cuộn, trời cao hoàng đế xa. Trời cao hoàng đế xa cũng phải có hoàng đế. Tiền Thanh lại trị một đát, hiện giờ đường muôn đổi hướng, chúng ta mới có cơ hội lấp vào chỗ trống, được phát tài. Trứng đồi môn là một miếng thịt béo, chắc chắn sẽ có quân đội đến cướp thịt, và chúng ta cũng phải chuẩn bị trước. Đúng vậy, Trấn trưởng, chúng ta vũ trang lên, Trấn đồ môn chúng ta không phải cũng có quân đội của mình sao? Dương Tứ Đức lần nào đi họp cậu cũng đòi quân đội, cậu chỉ là một tên ma cô, cậu muốn đi phá núi sao? Thái Lục Cưng, Dương Tứ Đức tôi người gay không nói dòng do. Hôm nay tôi giống cho chị đấy. Nào, chị nói xem, phụ nữ chị đặt đến đây, từng người bị tiểu Thượng Hải của chị mang đi, chị bảo tôi ăn cái gì? Tôi cho chị biết, chị cướp nguồn hàng của tôi, tôi lấy súng chơi với chị. Nói ai là hàng? Trong miệng cậu thì phụ nữ đều là hàng đúng không? Tôi thấy cậu mới là hàng đó, hàng nát. Tôi bắn chết chị bây giờ. Dám vào đây, bắn đi. Dương Tứ Đức, quá đáng rồi đấy. Cút đi, nói lại lần nữa. Tứ gia, bỏ súng xuống đi. Các cô gái đồng ý đi theo bà chủ Thái, đó là bản lĩnh của bà chủ Thái. Tiểu Thượng Hải có thể xây lên một tòa lầu đó, đó là bản lĩnh của người ta. Cậu nói xem, cậu chỉ là một tên ba cô, kiếm ít kiếm nhiều là chuyện của cậu. Việc làm ăn không tốt thì giơ súng chỉ vào đầu bà chủ Thái sao? Cậu thấy có công bằng không? Không phải đâu Trấn trưởng, hiện giờ căn cơ của tôi mỏng, việc làm ăn của tôi bị cô ta cướp mất rồi. Tôi ăn cái gì đây chứ? Cậu đúng là một kẻ ngốc. Cậu có hiểu lời tôi nói không? Ý của tôi là mọi người phải đoàn kết. Hiện giờ ban đảng Khấu cực kỳ ngông cuồng, chúng ta không thể lục đục với nhau. Được, tôi nghe lời ngài Trấn trưởng. Nghe lời ngài. Như vậy đi. Tứ gia, thương hội miễn cho cậu nửa năm tiền thuế. Bà chủ Thái, tạm thời cô đừng nhận các cô gái nữa, chưa chút đường sống cho tứ gia. Trấn trưởng làm chủ, nói chuyện chính. Tôi từng nhắc đến tổ gia môi giới Tây Dương quan ngoại, các người còn nhớ không? Nhớ chứ. Chẳng phải họ sắp đến Trấn đồ môn là một mối buôn bán đại hồng bào cao cấp sao? Thương hiệu chúng ta có thể được 4 phần lời, tuyệt đối là mối làm ăn lớn. Tính ngày tháng thì chắc tổ gia cũng đến rồi. Nếu hôm nay tôi dứt khoát nói rõ với bà chủ Thái, các người nghe kỹ đây, dưới lô bột trà đó đều là vũ khí. Cái gì? Là súng đạn. Sao ông không nói sớm? Nói nhảm. Chuyện quan trọng như vậy tôi có thể không cẩn thận sao? Nếu lần này làm tốt, sau này việc kinh doanh súng đạn biên cảnh, tổ gia sẽ chia cho chúng ta một chén canh. Đến lúc đó, Trấn đồ môn chúng ta sẽ có quân đội của mình. Các người nghe kỹ, không ai được để lộ, đặc biệt là anh, ngậm chặt miệng lại. Nếu ai để lộ tin tức, đừng trách hồ địch này tàn nhẫn. Chờ chúng ta có quân đội, chuyện đầu tiên chính là tiêu diệt đám đảng Khấu của đường trạm. Cả ngày xa đường buôn, đánh cướp hạt của thương hội chúng ta, không chuyện ác gì không làm. Người ta là cướp giàu cho nghèo. Người ở vùng Hắc Thạch Nhai rất trông ngóng bọn họ đấy, cho nên phải đánh. Cướp giàu cho nghèo, ai giàu? Các vị ngồi ở đây không phải ai cũng giàu sao? Câu này của Tứ gia nói trúng trọng điểm rồi.
Tổng trấn, thằng kia là kẻ khó giải quyết đấy. Khôn gia bị hắn bắt rồi. Giờ phải làm sao? Tổng trấn khuyên quỷ bức bao nhiêu lần rồi, bảo anh ta đừng giết người lúc làm việc. Lần này hay rồi, gây ra chuyện lớn. Tôi nói này lão Thảo bà, cô đừng nói móc nữa. Cười trên nỗi đau của người khác đúng không? Cô muốn thế nào? Đủ rồi, đều là người mình cãi nhau cái gì? Tránh ra. Thảo bà, có, đi bố thí cho người nghèo. Đi. Đứa trẻ này, cô nhìn xem lại là cái kiểu này. Đa Long, anh cũng không nói một câu. Đúng vậy, tổng trấn cũng không nói làm sao để cứu quỷ bức. Đến trấn đồ môn cứu người phải dò đường trước. Dò đường gì chứ? Rõ ràng là đi gặp tình nhân rồi. Đi. Anh chính là vị đương gia của bang Đảng Khấu, không ngờ cũng có ngày hôm nay. Đây là một vị đương gia mà chỉ có chút tiền này thôi sao? Vậy anh muốn bao nhiêu? Cậu chắc chắn tin này là đàn em của Đường Trảm chứ? Tự hỏi đi. Vậy đội buôn của tổ gia đâu? Chết hết rồi. Chỉ còn lại hai cô bé. Tôi đưa chúng đến từ quan tự. Bây giờ an toàn rồi. Ai quan tâm sống chết của hai đứa bé đó? Cậu mau nói tôi biết. Lô hàng của tổ gia đâu? Ở nhà mẹ ông đấy. Cái đồ ngu, lô hàng súng đạn đó chắc chắn bị Đường Trảm quay lại cướp đi rồi. Ông già, ông nói gì? Súng đạn, không phải lá trà sao? Cậu bớt nói nhảm đi. Đại hổ, làm việc. Hình như là tiền. Là tiền thật này. Là tiền đấy. Là tiền. Là tiền. Xíu. Xíu. Tai. Xíu. Xíu. Tai. Tai. Người ăn thịt bò nghĩ thôi cũng tàn nhẫn, nhưng ai có thể chống lại cám dỗ của một miếng thịt bò lớn? Có gì cứ nói thẳng đi. Tôi thấy cậu ăn ngon quá, cảm thán một chút thôi. Tôi biết ông muốn nói gì. Lão Diệp, chúng ta xuất thân từ tổ chức sát thủ. Lần đầu tiên tôi làm nhiệm vụ đã trúng mai phục, bị truy sát đến đây. Trước khi ông đến đây đã giết bao nhiêu người? Cách ly, hết chuyện để nói sao? Anh nói thật mà, hiểu chứ. Anh Lão Diệp, hôm nay nói rõ với tôi, số cậu đã giết bao nhiêu người? 54 người. Ông chủ thêm chút rượu. Được. Cậu xem, bây giờ tôi làm mì bán mì, còn có vợ quản lý, cuộc sống rất đẹp. Chỉ đáng tiếc không có con. Còn nữa, ban đêm không ngủ được. Ông sợ nằm mơ thấy 54 người kia sao? Không phải sợ mơ thấy 54 người đó, là sợ mơ thấy vợ con của 54 người đó. Anh là tiểu nhị của tiểu Thượng Hải. Anh đến ăn khuya hay là uống vui vẻ ở tiểu Thượng Hải? Gần một năm chưa đến. Không ngờ tiểu Thượng Hải lại có thêm một tiểu nhị giỏi như anh. Anh tên Cách Ly. Cách Ly. Được. Trước tiên cho người anh em của tôi ăn no đã. Yên tâm, chắc chắn sẽ cho ngựa của anh ăn đàng hoàng. Tôi nói là đây là người anh em của tôi. Chàng trai tuấn tú,
non mềm như vậy, 8 phần vẫn là trai tân đúng không? Muốn làm đàn ông, chị giúp cho cậu. Đừng đi, hai người đi chỗ khác đi. Được. Chàng trai, không hổ là chàng trai số 1 Tây Bắc nhỉ. Trời chưa tối đã đến. Gãy chân rồi nên sốt ruột. Sốt ruột gì? Tôi thấy cậu sắc đảm bao thiên, dục quả đốt người thì có. Cả trấn đồ môn đều biết Sở Sinh nhà tôi bán nghệ không bán thân. Chưa đến nửa đêm cậu đã tới đây, khiến Sở Sinh rất khó xử. Tôi sẽ không phá vỡ quy tắc. Chờ đến nửa đêm là được. Trời chưa sáng thì rút đi, về sớm không chói mắt, nhanh chóng chuẩn bị cho tốt, khuya ngày mai lại đến. Ăn ngon uống ngon, tự chăm sóc bản thân. Được. Gai độc. Lại mơ thấy gai độc đúng không? Chúng ta tìm lâu như vậy vẫn chưa tìm thấy. Anh đừng suy nghĩ nhiều nữa. Tuy ban đầu các người để trốn tránh truy sát mới đến trấn đồ môn, nhưng em cảm thấy các người căn bản không phải là một loại người. Anh biết không, anh ấy rời xa anh là do số trời. Có đôi lúc làm người nên từ bỏ thì anh hãy từ bỏ. Cách ly. Được rồi, em về tiểu Thượng Hải nghỉ ngơi đây. Có lẽ chỉ khi buông bỏ quá khứ, trong lòng anh mới có thể chứa được em. Nhìn trộm khuê phòng của người khác gọi là mắt bất chính. Chẳng phải Sở Sinh chỉ bán nghệ không bán thân sao? Người đàn ông kia là người tình của cô ấy. Cô ấy chỉ có một người tình, là hắn. Anh ta là ai? Là người của trấn đồ môn chúng ta sao? Tiểu Ngải, chuyện gì không nên biết thì đừng hỏi. Không được ra ngoài nói với người khác, biết chưa? Cô và cách ly sao rồi? Trong lòng anh ấy không hề có em. Tốt xấu gì em cũng là nhà ảo thuật xinh đẹp của tiểu Thượng Hải chúng ta. Cậu ta chỉ là một tiểu nhị của quán mì, sao còn kén cá chọn canh? Chị đừng quan tâm, em về ngủ đây. Cô ngốc, cười gì vậy? Tôi cười bản thân xui xẻo tám đời. Nhìn trúng chàng trai có tình có nghĩa, nhưng không tim không phổi như anh. Anh biết không, em cần một người đàn ông, không phải một chàng trai. Anh mặc kệ em cần gì. Phải, anh là một tổng trấn quan Tây danh tiếng lẫy lừng, sao lại quan tâm loại đàn bà như em? Nhưng đừng trảm. Em cho anh biết, anh không những là người đàn ông đầu tiên của Sở Sinh này, anh cũng là người duy nhất. Dù sao còn nói anh là chàng trai, không phải đàn ông. Lần nào anh cũng muốn đi là đi. Đi một lần là gần nửa năm. Lần nào anh đi, em lại lo lắng không bao giờ được gặp lại anh nữa. Giống như chính là cuộc sống lăn lộn kiếm cơm, có hôm nay không có ngày mai. Lo lắng cái gì? Vui vẻ là được rồi. Đi vội vậy à? Không chờ trời sáng hay đi? Cho ngựa ăn xong chưa? Đồ ăn loại tốt. Tiền thức ăn đã đưa cho bà chủ của anh rồi. Các cô gái trong tiểu Thượng Hải các người ngáy quá lớn, ai mà chịu nổi?
Mua không? Không mua thì đi đi. Đừng cản trở tôi làm ăn. Cho chúng tôi mỗi người một cái. Không, mỗi người hai cái. Cậu bé này có tiền lẻ không? Tôi buôn bán nhỏ, không đổi được tiền lớn này. Cậu cầm chỗ khác, đi mua đi. Tôi không bán đâu. Đi đi đi, đừng cản trở tôi làm ăn. Vừa rồi bọn tôi làm sơ tiền, có phải hai đứa trẻ này trộm không? Tiền là của người khác xải cho chúng tôi. Mày nói xải là rải sao? Nào giao tiền ra đây. Lấy ra, buông ra. Lấy ra đây. Ba người đàn ông bắt nạt hai đứa bé gái, có biết nhục không? Người hầu bưng trà rót nước của nhà ai vậy? Đừng lo chuyện bao đồng nữa, cẩn thận đánh cho mày đổ máu. Chuyện hôm nay thực sự phải quản. Sao lại là mấy người? Không biết quy tắc của trứng đồ môn đúng không? Hiểu lầm, hiểu lầm. Mấy anh em mất tiền. Chính là hai đứa trẻ này trộm. Là chúng sao? Các người đang đùa ghế đồng này sao? Hay là căn bản không hề để cảnh sát trưởng này vào mắt? Không dám, không dám. Bỏ xuống, bỏ xuống, bỏ xuống đi. Trấn trưởng Hồ muốn treo cổ đàn em của đường trảm. Theo quy tắc của tương hội trấn đồ môn, ba người đều phải ăn roi đấy, biết chưa? Đứng lên. Tất cả nghe kỹ cho tôi. Từ nay về sau, không cho phép bước vào trấn đồ môn nữa. Đi, mau lên. Giải tán, giải tán. Tiền ở đâu ra vậy? Là một người phụ nữ và hai người đàn ông xả cho chúng tôi. Ở ngay miếu Từ Quan. Cách ly về rồi. Nhóc con chết tiệt này, cậu chết ở cái chỗ nào rồi? Bảo cậu đi lấy đồ sao lâu như vậy? Khách đói sắp chết rồi. Gào cái gì mà gào? Giao cắt mì cái đèn sàn xi cho cậu. Bắt đầu từ hôm nay tôi dạy cậu cắt mì. Tôi đang yên ổn kéo mì làm gì? Ông bảo tôi cắt cái gì chứ? Khách muốn gọi thì chúng ta phải có. Đồ ăn chúng ta không thể đơn điệu. Hai con khỉ dính đầy bùn này ở đâu ra vậy? Ân công cảm tạ ơn cứu mạng. Lúc bảo hai đưa đến thì không chịu đến, bây giờ lại theo sát anh như vậy. Lúc đó chúng tôi phải chôn cha, còn phải bảo vệ hàng nhà chúng tôi. Hiện giờ chúng tôi giấu kỹ rồi, không ai biết ở đâu. Chúng tôi phải ở lại trấn đồ môn chờ người mua, kiếm được tiền rồi mới về quan ngoại. Xe hàng đó là gì? Mấy xe đó là bột và lá trà. Chỉ có một hộp là đại hồng bào Vũ Di Sơn chân chính. Chúng tôi giấu rồi. Chỉ là số lá trà rơi rải trên đất đó sao? Đúng vậy. Nếu là mấy xe trà không đáng tiền, hai đứa tốn công kéo đi làm gì? Mấy xe đó cũng là đồ của cha tôi, dù thế nào cũng bán được khoản tiền. Hai đứa trẻ này đúng là không dễ dàng gì, không dễ dàng gì. Lão già này mau đi nấu mì đi, tiểu Thượng Hải đang quậy ầm trời rồi. Chào em gái, có ngay có ngay. Mau lên đi, đừng sợ đừng sợ. Cười cái gì? Sao em lại bắt đầu tô son trét phấn như đám sở sinh vậy? Anh thì biết cái gì? Sở sinh và Thiên Tuyết bảo em tự hào làm người phụ nữ, không được ỷ vào đám đàn ông thối như anh. Được rồi, đừng căng nhằn bên tai nữa, đau đầu chết đi được. Ân công, đây là em gái tôi, tên Trương Âm. Tôi tên Trương Tịch. Chúng tôi đều là người quan ngoại. Cha của tôi là Trương Kế Tổ, là người môi giới Anh Quốc.
Vì cả Nguyễn Đình Công phản đối nộp thuế, gặp phải tai họa chiến tranh của quân Việt. Mẹ đã qua đời, mụi mụi tôi chịu kinh sợ cho nên không thể nói chuyện nữa. Lần nào cha tôi đi buôn quan ngoại đều sẽ mang theo chúng tôi. Kết quả gặp thổ phỉ, cha tôi cũng chết rồi. Cảnh sát trưởng kia cũng nói trấn Độ Môn không chứa chấp ăn mày, cho nên xin đại hiệp cho chị em tôi tá túc. Đương thời loạn thế, cô nhi lang thang không nhà càng ngày càng nhiều. Tổng trấn, canh bốn rồi. Cậu còn thời gian vui vẻ với người tình à? Anh Long, đừng đem thằng em này ra làm trò đùa. Chị Lục sắp xếp xong rồi, tối nay mai phục ở tiểu Thượng Hải. Trời tờ mờ sáng thì hành động. Cô nói xem, các cô gái ở tiểu Thượng Hải tốt đến vậy không? Chúng ta lại được hơi rồi. Đi 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 đi, tối nay phải nghỉ ngơi cho tốt. Đại gia đến vui vẻ đi. Anh xem các cô đưa ở tiểu Thượng Hải đối diện giá cao, lại không có trò gì, đến chỗ chúng tôi đảm bảo các chị em sẽ khiến anh hài lòng. Đi 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 đi. Sao cô lại về rồi? Bọn họ bảo tôi về. Cô là cái đồ vô dụng. Đúng là đồ vô dụng. Sao vậy? Muốn ra tay nghỉ hiệp à? Biết tôi là ai không? Tôi là đại cổ đông của thương hội Trấn Đồ Môn, Tứ Gia Dương Tứ Đức. Biết điều thì cút nhanh đi. Cậu nói cái gì? Sao nào? Đứng yên. Sao nào? Ông chủ, các anh em đi đường sa mạc đã mấy tháng không nhìn thấy phụ nữ. Cậu em, tìm phụ nữ, tìm Tứ Gia là đúng rồi. Sao nào người anh em? Coi được chứ? Tứ Gia, đắc tội rồi nhé. Suốt cuộc các người là ai? Mấy anh em đây đến quan ngoại là bán gia thú. Nửa đêm đi qua Trấn Đồ Môn, nhìn thấy Tứ Gia đánh phụ nữ, thật sự không nhịn nổi nên đánh anh một trận. Tha lỗi nhé. Sanh con, nếu cậu không giết chết tôi sẽ giết cậu. Đa Long. Được. Tôi rất muốn biết sơn trại của Đường Trảm ở nơi nào. Đi hỏi mẹ ông đi. Mẹ ông thích nhất là lăn lộn với anh em tôi. Chết đi. Lần nữa. Được rồi, đại hổ đừng đánh nữa, rất mệt đấy. Dù sao tên này cũng không sống đến sáng mai. Lão già khốn kiếp, sớm muộn gì tôi cũng giết chết ông. Muốn chết sao? Bỏ đi đừng đánh nữa. Lần nữa. Đánh tiếp đi. Chết đi, chết đi. Suốt cuộc hai đứa có chịu ngủ không? Anh cũng chưa ngủ mà. Nói nhảm, hai đứa như vậy làm sao anh ngủ được? Ngủ đi, ngủ đi. Còn không ngủ là anh điểm nguyệt đấy. Điểm nguyệt? Anh tưởng mình là đại hiệp trong tiểu thuyết võ hiệp sao? Hôm nay lúc anh cứu hai đứa, anh có phải nghỉ hiệp không? Cho dù là đại hiệp, thế gian này cũng không có loại võ công điểm nguyệt. Không có kiến thức, anh cho em biết điểm nguyệt là gì? Đây là điểm nguyệt đấy. Ngủ không, có ngủ không? Ngủ đi. Anh à, anh Cách Ly, em nghe chị Tiểu Ngải nói trước kia anh là sát thủ. Cái miệng cô ấy chỉ biết nói bừa. Không có, chị Tiểu Ngải chỉ nói với bọn em trước kia anh không phải người tốt, bây giờ lại là một anh hùng, thấy chuyện bất bình ra tay giúp đỡ. Sau đó còn nói anh đẹp trai. Đừng nghe cô ấy nói nhảm. Đồ điên đó. Cuối cùng chị ấy nói còn muốn theo anh cả đời.
Trẻ con không ngoan cũng không ngại luôn. Tiểu Ngải sẽ không nói vậy, đều do em bịa ra bịa ra. Ngủ đi. Câu cuối cùng. Cái gì? Còn chưa nghĩ ra. Ngủ đi. Chị Lục. Sở Sinh. Chị Lục. Đã là lúc nào rồi? Vào đi. Đi. Chuyện gì vậy? Tránh ra đi. Đừng lại đó. Có chuyện gì vậy? Tránh ra nào. Bên đây tránh ra đi. Lùi về sao? Lùi về đi. Anh Cách Ly, sao chúng ta không ra ngoài xem? Bên ngoài giết người không thể xem. Em không sợ giết người đâu. Từ sau khi mẹ chết, bọn em và cha nhìn thấy quá nhiều người chết. Vậy sau này em đừng xem nữa. Chẳng phải em gái em cũng bị dọa thành ra như vậy sao? Ban Đảng Khấu. Họ tự xưng là nghĩa phỉ, siêu sao cướp giàu cho nghèo giúp đỡ người yếu. Thực ra chỉ là một đám cường đạo. Cái loại ô hợp. Hôm nay tôi sẽ cho các người nhìn thấy kết cục của hắn ta. Đường Trảm chính là một con chó nhà có tang. Con chó này tụ tập một đám thổ phỉ, đánh cướp đường buôn, mưu tài hại mạng. Hôm nay tôi ở đây muốn cảm ơn tổ gia đến từ quan ngoại. Mỗi năm ông ấy sẽ đi Tứ Xuyên, Thiểm Tây và Dương Quan, cần cù kinh doanh lá trà ở quan Tây chúng ta. Ông ấy dùng cái chết của mình giúp chúng ta bắt được cánh tay của Đường Trảm. Hắn là Hồng Khôn, danh xưng là Quỷ Bức. Hôm nay tôi phải treo cổ tên thổ phỉ này. Một là cảnh cáo Ban Đảng Khấu, hai là cho Đường Trảm biết mặt. Hành hình. Chạy mau đi. Ở đó. Hai đứa ở yên trong này. Sao vậy? Cách Ly, bên ngoài tiếng súng vang như vậy, tôi sợ quá. Tôi sợ. Cô đừng nhìn là được. Không phải, anh có thể ở lại bảo vệ tôi không? Tôi thực sự rất sợ. Anh Khôn, mau lên người anh em. Lô súng đạn đó chắc chắn đã bị Đường Trảm quay về cướp đi. Ông nói gì? Súng đạn sao? Không phải lá trà sao? Đi thôi anh Khôn.
cậu không xứng ngồi vào vị trí này. Đại ca, xông lên cho tôi, xông lên. Cứu mạng, cứu mạng đi. Trương Tịch, chị cháu đâu mà mau vào đây, vào đây. Đường Trảm, thằng nhóc cậu cũng có ngày hôm nay. Đưa cậu ta đi, đi, đưa đi. Mau tìm bác sĩ cứu sống cậu ta. Tôi phải biết hàng đang ở đâu. Quỷ bức, Khôn gia về rồi. Các anh em, tôi cho các người biết, Đường Trảm và Đa Long chết rồi. Anh nói gì? Trấn Đồ Môn, là Trấn Đồ Môn giết Đường Trảm và Đa Long. Đường Trảm em tôi chỉ vì cứu tôi mà bị người của Trấn Đồ Môn giết chết rồi. Trước đó là nội gián ở Trấn Đồ Môn, cũng chính là Thái Lục Cương của Tiểu Thượng Hải. Nói với Đường Trảm là gần đây có một lô đại hồng bào Vũ Di Sơn sắp đi ngang Hắc Thạch Nhai. Thực ra lô hàng đó là súng đạn. Chính tai tôi nghe thấy Hồ Địch nói ở Trấn Đồ Môn. Thảo bà, cho tôi thời gian một ngày, tôi nhất định tìm ra lô súng đó. Chúng ta nhất định phải san bằng Trấn Đồ Môn. Miếng thịt béo như Trấn Đồ Môn là ban đảng khấu chúng ta. Chúng ta nhất định phải giết sạch thương hội Đồ Môn và đám chó sợ cảnh sát, báo thù cho người anh em Đường Trảm của tôi. Báo thù, báo thù, báo thù. Trấn trưởng, sao cậu lại ra nông nỗi này? Trấn trưởng, ông phải làm chủ cho tôi. Ông nhìn mặt tôi này. Trấn trưởng, tối qua tôi bị một đám người đánh cướp của tổ chức có âm mưu. Tôi mất cả tiền và người rồi, Trấn trưởng. Chính là thằng nhãi này. Được rồi, được rồi. Tên này là Đảng Khấu Đường Trảm, chưa làm chuyện xấu. Hắn chính là Đường Trảm. Có thể cứu sống không? Không cần chữa khỏi, chỉ cần thở là được. Trấn trưởng, ngài yên tâm. Chữa cho vợ sống vợ chết là sở trường của tôi. Chị định khi nào đi cứu Đường Trảm? Ai bảo cô vào đây? Trước tiên chị nói xem, tối qua ai bảo Đường Trảm vào? Tiểu Ngải, chị Lục, tối hôm đó em nhìn thấy hình xăm sau lưng Đường Trảm rồi. Được, nếu cô đã biết hết rồi, chị cũng không giấu cô. Đường Trảm là em kết nghĩa của tôi, cũng là người đàn ông của Sở Sinh. Tuy em tôi là mã phỉ, nhưng cậu ấy tuyệt đối không phải người xấu. Giết người cướp hàng còn nói không phải người xấu sao? Tôi và Tiểu Ngải chính mắt nhìn thấy ban đảng khấu giết hại cha của Trương Tịch và Trương Âm. Cách ly. Không tìm thấy hàng ổ cẩu tặc đó, tôi sẽ giết Đường Trảm trước. Cậu dám? Chị xem tôi có dám không? Nếu muốn giết Đường Trảm thì cậu bước qua cái xác Lục Thái Cưng này trước đi.
Tiểu Ngải, em có đi theo anh không? Em được, sau này cũng được đi theo anh nữa. Cách ly. Từ khi nào thổ phỉ biến thành em trai của bà rồi? Chuyện này bà phải nói rõ cho tôi biết. Nếu bà không nói rõ ràng, coi chừng tôi thôi bà đó. Lão Diệp, đứng lại. Lão Diệp, ông nói lại những lời vừa nãy cho tôi nghe lần nữa thì sao? Nếu bà không nói rõ ràng, tôi sẽ thôi bà. Tôi còn phải giúp cách ly, giết chết tên đường trạm đó. Lão Diệp, ông không thể nói như vậy. Diệp Quân, vào lúc này ông lại đi bên người ngoài đúng không? Tôi bên người ngoài sao? Cách ly là người ngoài à? Đường trạm mới là người ngoài. Lão họ Diệp, tôi cho ông biết, rất lâu trước khi quen biết ông, tôi đã quen biết đường trạm. Năm đó tôi là đảng cách mạng của Hương Trung Hội. Đường trạm 13 tuổi đã là hồng côn của Thanh Bang. Trước khi chúng tôi kết nghĩa đã giết chết 7 tên chó sai của Quang Thanh. Sau đó Chim Can Sở mới bảo ông đến giết tôi. Ông vì tôi mà phản bội Chim Can Sở. Chúng ta cùng trốn đến Quang Tây, là đường trảm ở sau lưng chúng ta diệt trừ tất cả hậu quả của Chim Can Sở, chúng ta mới có được ngày hôm nay. Sau đó nữa, đường trảm quen biết một đám hảo hán thành lập băng đảng khấu, đến từ hôm nay cũng chưa từng lạm sát vô tội, trước giờ cũng chỉ cướp giàu cho nghèo. Ông đã hiểu chứ? Cô ta là sao nữa? Sở Sinh không phải do tôi cứu từ tay đám cướp sa mạc, cũng là đường trảm cứu cô ấy trước, rồi mới đưa đến tiểu Thượng Hải. Ngàn dặn lần dặn dò tôi chăm sóc Sở Sinh, không để cô ấy bán thân. Lão Diệp, những gì lão bà nói đều là thật. Đường trảm thực sự không phải người xấu. Coi như tôi cầu xin ông được không? Ông cùng chúng tôi đi cứu anh ấy đi. Được rồi. Cô đừng vội, đừng vội. Hồ Địch sẽ không xử tử cậu ta ngay đâu. Chắc chắn ông ta sẽ hỏi ra vị trí của ban đảng khấu, sau đó mới công khai xử quyết. Bà liên lạc với ban đảng khấu thế nào? Trước giờ chúng tôi đưa tin cho tai mắt, sau đó để tai mắt truyền đi. Mau chóng gửi tin cho bọn họ, bảo họ phái người đến giúp. Tôi và cách ly cứu em trai bà. Tôi nghe thấy những gì các người nói rồi, nhưng xin lỗi, tôi vẫn không thể tham gia. Cách ly, anh là có ý gì? Anh đến trấn Đồ Môn là tiểu Thượng Hải thu nhận anh. Mọi người đối xử với anh như người thân. Những lời chị Lục nói ban nãy anh cũng nghe rồi. Sở Sinh và chị Lục cầu xin anh cũng không giúp họ. Cách ly. Các vị, chính mắt tôi nhìn thấy ban đảng khấu cướp đội buôn, giết hại cha của Trương Âm. Cho dù bọn họ cũng có làm việc thiện, nhưng tuyệt đối không thể che giấu được việc ác họ đã làm. Lão Diệp, tôi nghe theo chỗ này đấy. Tôi sẽ không vì quan hệ của hai chúng ta mà đi cứu đường trảm trước khi mọi chuyện rõ ràng. Nếu lỡ anh ta là một người ác, tôi cứu anh ta, tôi sẽ hại nhiều người hơn. Uống cho tiểu Thượng Hải thu nhận tên tội phạm giết người như anh. Đúng là vô tình vô nghĩa. Anh đi đi. Tôi sẽ không đi theo anh nữa đâu. Anh cứ đi đi. Đi.
Cô gái, yên tâm, theo thứ gia đến Trấn Độ Môn, đảm bảo cơm no áo ấm, loại quần áo giá chằng chịt kia của cô, mau dứt đi, đổi cho cô quần áo tơ lụa, cô còn chưa từng được thấy. Cả ông cụ này nữa, ông cũng đừng lo, cô ấy đến chỗ tôi chắc chắn không có vấn đề gì. Mau nhìn xem đó là ai, ảo thuật gia của tiểu Thượng Hải. Sao đây, đến đây chọc tức tôi sao? Dương Tư Đức, hôm nay bà đây không vui. Anh đừng động vào họng súng. Nhìn thấy chưa, phụ nữ ở tiểu Thượng Hải là như vậy, hung dữ. Thế nào, tới chỗ tứ gia, tứ gia cho cô lương gấp 3. Được, đến đây, ký hợp đồng đi. Tới đây cô làm gì vậy, làm gì vậy? Buông ra. Tứ gia, muốn đánh phụ nữ sao? Còn dám đánh phụ nữ ở tiểu Thượng Hải nữa. Chị Lục, sao tôi dám đánh phụ nữ tiểu Thượng Hải của chị? Chẳng qua là người nhà các chị đến địa bàn của tứ gia này. Chị Lục, tôi muốn hỏi ba người hôm nay đến đây làm gì? Cậu không quản được. Đúng, tôi không quản được. Nơi này là địa bàn của đảng khấu. Bây giờ tôi đang nghĩ, hôm nay các người đến đây có phải muốn thông báo cho thổ phỉ không? Bắt hết lại cho tôi. Thực sự không ngờ Miếu Từ Quan còn có một nơi như vậy. Chỗ này do cha em phát hiện đấy. Đây là lô cốt trước kia người Nga đào lúc đến xâm lược Đại Thanh Triều. Em gái, em nói được rồi. Anh cách ly, nhất định anh phải cứu chị của em. Em yên tâm, anh nhất định sẽ cứu em ấy ra. Đám người ban đảng khấu vì lô hàng này sẽ còn quay lại đấy. Anh sẽ nghĩ cách. Thái Lục Cân, chị cũng có hôm nay. Bỏ đi. Trong các người, tôi thích nhất là Tiểu Ngải. Nào, cho tứ gia hôn một cái. Tránh ra. Cút. Ai vậy? Cô là ai? Đừng. Đừng bà chị. Đưa tay. Đưa tay. Cảm ơn Thảo bà cứu giúp. Bà chủ Thái, đã lâu không gặp. Người đẹp này chắc là Sở Sinh nhỉ? Sở Sinh xin chào Thảo bà. Sớm đã nghe danh Thảo bà từ lâu. Các người quả nhiên là nội gián. Câm miệng. Nhìn chỗ này. Hai đứa nhóc này đúng là lợi hại thật đấy. Anh đã thông báo cho Bác Diệp đến Miếu Từ Quan hợp mặt. Hồng Khôn, anh em nghĩa khí thật đấy. Tổng trấn Hồng Gia từ hôm nay đổi ban đảng khấu thành ban Quỷ Bức, sang bằng trấn Đồ Môn, độc bá Hắc Thạch Nhai. Đứng lại cho tôi. Anh gọi tôi à? Ta đã sớm đoán được anh là Đường Trảm rồi. Tiểu nhị quán mì, lên đồ là khác ngay. Bộ đồ này không tệ. Anh cũng không tệ. Tôi à? Anh, anh nhìn xem.
là đến bắt anh đúng không? Anh đi. Lục soát. Dạ dạ. Đứng lên tránh ra. Tránh ra. Tránh ra. Cút ra. Đại ca, xin lỗi, đừng để bệnh lao của tôi lây cho anh. Lão già này đang mắc bệnh lao, cút đi. Còn ma bệnh lao này xui xẻo, anh Hổ, cái này là do đường trạm để lại. Chắc chắn bọn chúng chưa đi xa, đuổi theo. Được. Họ đi xa lắm rồi, ra đây đi. Nếu hôm nay không phải tôi đang bị thương, sớm đã bắn chết anh. Vậy sao? Anh chỉ giỏi đấu võ mồm. Vào vô đi. Hôm nay tôi bị thương cũng phải phế anh. Anh có tin tôi đánh chết anh không? Tới đây, tới đây. Đừng giết ân công của tôi. Đừng làm hại anh ấy. Không thể làm hại cậu ấy. Anh ta cho các người bao nhiêu lợi ích để các người bao che như vậy? Nếu không có cậu ấy, lão già này chỉ còn lại một cái chân. Đường trảm cướp bóc dạy dỗ kẻ xấu nhưng chưa bao giờ giết người. Đường trảm là thiện nhân. Đúng, đường trảm là thiện nhân. Anh ấy là người tốt. Chữa quan ngoại. Có phải anh hạ lệnh không? Đừng nổ súng, đừng nổ súng. Không cần các người cản súng cho tôi. Tránh ra đi. Bắn đi. Được. Anh hùng, đường trảm chưa bao giờ giết người. Kẻ giết người là Hồng Khôn. Tôi cho anh biết, nếu để tôi biết là anh giết chết cha của hai đứa bé gái kia, tôi sẽ không tha cho anh. Tiểu gì quán mì mà tính tình không dễ nuốt nhỉ? Anh tên là gì? Đầu hổ. Tôi nói cho anh biết lần nữa, tôi tên Cách Ly. Đây là Trương Âm, con gái nhỏ của tổ gia. Chị của nó bị ban đảng khấu của anh bắt đi rồi. Hơn nữa cái hắn muốn là súng của tổ gia. Anh bớt nhắc tới hắn đi. Hắn căn bản không xứng với danh tiếng của ban đảng khấu bọn tôi. Vậy sao? Là Hồng Khôn giết chết cha em. Anh ấy không có ra lệnh. Trước khi đi anh ấy còn dặn Hồng Khôn đừng giết người. Cô bé này sao lại im lặng lâu như vậy? Sao không cho anh ta biết sớm? Nói chuyện với ai vậy? Nói với ai vậy? Nó chỉ là đứa trẻ. Trước đó nó gặp phải kinh sợ, không nói chuyện được. Em gái không sao rồi. Vào đi. Ai vậy? Con gái tổ gia. E rằng bây giờ chỉ có nó mới biết tung tích của lô súng đạn kia. Tôi và em gái hủy hết súng rồi. Nếu lô súng này rơi vào tay những người kẻ ác như các người, người tốt sẽ gặp tai ương. Sao cái con bé này lại? Những anh em khác đâu? Cô bắt ai vậy? Anh ta là cổ đông của thương hội Đồ Môn. Đường trảm cứu anh nên mới bắt. Hiện giờ anh ấy còn đang bị giam ở thương hội. Tôi Hồng Khôn. Tôi khốn kiếp anh. Xem ra đường trảm là bị anh hại chết. Em trai tôi rất nghĩa khí, nhưng lại không được thông minh. Tôi nói này Thảo Bà, bây giờ cô hiểu ra cũng chưa muộn. Đi theo tôi làm đi. Đảm bảo cô được ăn ngon uống ngon. Anh nằm mơ đi. Thảo Bà. Thảo Bà. Không biết điều. Xem ra Thảo Bà cũng giống đường trảm. Không có đầu óc.
tiếng súng. Là Thảo Bà. Thảo Bà. Thảo Bà. Thảo Bà. Thảo Bà. Thảo Bà. Thảo Bà cũng không sao chứ? Thảo Bà. Thảo Bà. Thảo Bà. Anh em, bao dây lại cho tôi. Hồng Khôn là tổng trấn Hồng Khôn của bang Quỷ Bức. Là anh khiến Thảo Bà bị thương thế này. Ai vậy? Cô ta chính là người tình của Đường Trạm. Không tệ, tướng mạo rất xinh đẹp, tôi thích. Mang Mang, bắt sống về cho tôi. Lão Diệp, mau xong ra ngoài tìm cách ly và cứu chúng tôi. Mau đi đi. Lão Diệp. Lão Diệp. Lão Diệp. Lão Diệp. Đừng động vào tôi. Vào đi. Vào đi. Trương Tịch. Chị à, vào đi. Em số sao không? Không sao chứ? Cách ly. Chị Lục của cậu, Tiểu Ngải, Sở Sinh đều bị Hồng Khôn bắt đi rồi. Làm gì vậy? Giả vờ anh hùng chuẩn bị đánh tay không sao? Vũ khí giữa tay của tôi ở trấn Đồ Môn. Nhanh dậy một chút. Hỏi cho kỹ. Chào cảnh sát Bành. Chờ một chút. Người mới của tiểu Thượng Hải à? Đúng đúng đúng. Chờ sắp xếp xong sẽ đến sở cảnh sát báo cáo. Làm gì vậy? Chẳng phải tối qua Đường Trạm trốn rồi sao? Nhìn thấy chưa? Kia là gương mặt thật của hắn. Thật phiền phức. Giọng khá ấm, tôi xem nào. Thật rắn chắc. Thích phải không? Nào, cho cảnh sát Bành xem chân đi. Mau lên. Khá mạnh mẽ đấy. Bà chủ Thái có thuần được không? Bà chủ Thái nói rồi, tiểu Thượng Hải phải có đủ loại. Hôm khác anh đến chiếu cố nhé. Không giấu người anh em, tôi chính là thích kiểu này. Vậy à? Làm gì? Ngày mai sở cảnh sát phát lương, anh đến ủng hộ em. Đi 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 đi. Cảm ơn nhé cảnh sát Bành. Mau lên. Sờ một cái nào. Không cho sờ sao? Hung dữ thật đấy. Anh ngồi lui ra sao đi? Sao anh không lui ra sao? Ngựa mệt đến mức này rồi, anh đi xuống đi bộ đi. Anh im lặng thì chết sao? Anh mau cưỡi đi có được không? Anh có biết cưỡi ngựa không vậy? Được rồi, im miệng cho tôi. Đường Trạm, cậu chưa chết sao? Giờ phút của anh trai.
Hồng Khôn, Mang Mang, các người giết Đa Long đúng không? Lão Thảo bà kia cũng do bọn tôi giết đấy. Còn cả đám anh em ngu ngốc trung thành với anh nữa cũng là do bọn tôi giết hết đấy, đúng không anh Khôn? Không sai. Con chó, hôm nay mày chờ chết đi. Hồng Khôn, người của tiểu Thượng Hải và cô bé kia ở đâu? Đường Trảm, con đi tìm trợ thủ sao? Dựa vào hai thằng nhóc các cậu có thể làm được gì? Hồng Khôn, tôi đây ngồi lên vị trí của cậu, cưỡi ngựa của cậu. Tôi còn muốn ngủ với phụ nữ của cậu, bá chiếm tiểu Thượng Hải của cậu. Đồ ngu đần, thứ anh cưỡi không chỉ là một con ngựa, mà đó là anh em của tôi. Khôn gia, Khôn gia, Khôn gia. Đúng là anh em của anh nhỉ? Hay lắm. Anh em, bắn cho hai tên nhảy xanh này thành cây sổ cho tôi. Dừng. Khôn gia, gặp quỷ rồi. Tôi sớm cùng Trương Âm đi đến hang động kia rồi. Nếu bọn chúng ép Trương Tịch đến đây, vậy thì xong đời. Chúng ta nhất định phải chuyển số súng này đi. Không có súng thì bọn họ sẽ không hành động, mà vẫn tiếp tục đi tìm súng. Chi bằng tương kế tự kế, lấy hết đạn đi. Dù bọn họ hành động bước tiếp theo thì họ sẽ thành bị động. Trương Tịch là tiểu quỷ, em càng đáng sợ hơn. Nói thật đi, suốt cuộc bao nhiêu tuổi rồi? Đều do cha em dạy đấy. Mẹ chết sớm, cha hành tẩu giang hồ, lo sẽ có ngày thất thủ, cho nên đã dạy bọn em cách bảo vệ mình. Đám ngu đần các người không kiểm tra đạn không sao? Bọn chúng không có đạn, các người kích động cái gì? Cách Ly, tôi quá hiểu người anh em này của mình rồi. Chắc chắn anh ta từng thử súng. Anh ta tưởng súng nổ thì không còn sai sót gì, anh đánh trận không được. Sao mà đầu óc cũng không dùng được như vậy? Giết tôi cũng không thể giết cho chết. Tưởng sao đầu tôi chảy chút máu thì tôi sẽ chết thật sao? Hồng Khôn, nếu ông trời đã không diệt tôi, vậy thì hôm nay tôi sẽ diệt anh. Tôi đã giở trò trên súng của anh. Hôm nay tôi cũng không bắt nạt anh. Vậy là được rồi. Hôm nay cũng sẽ để cậu nhìn thấy thực lực chân chính của anh đây. Lấy đao ra đây, chọn cho Khôn gia một thanh đao. Này, anh có ổn không? Mạnh hơn anh đấy. Mang Mang, Mang Mang, tôi không có súng. Tôi không có súng. Lên cho tôi. Đón lấy.
Đừng, nghỉ một lát, nghỉ một lát đi. Chị tôi và Sở Sinh rốt cuộc đang ở đâu? Cô bé kia đang ở đâu? Tôi cho cậu biết. Sở Sinh, tôi giữ lại dùng. Những người khác thì tôi đã dặn các anh em, e rằng bây giờ đã đi gặp Diêm Vương cả rồi. Không phải nói Sở Sinh cầu sống sao? Ở đâu? Ở đâu? Điều Trạm, Cách Ly, Tiểu Ngải, Trương Tịnh đâu? Anh không sao chứ? Không sao. Tốt quá. Uống miếng canh nóng đi. Tôi muốn ăn nho.
Được, bóc cho ông. Hai đứa nhỏ kia đâu? Đến Tây An, vào trường nữ sinh. Đừng quên viết thư gửi về. Hai đứa nhớ kỹ, đến đó rồi nhất định phải ăn nhiều vào. Hơn nữa nhất định phải rửa tay. Quan trọng nhất là nếu có ai bắt nạt thì hai em phải làm thế nào? Tìm cách ly đại ca. Cách ly. Anh khóc sao? Khóc gì chứ, cát bay vào mắt thôi. Đi đi. Thái Lục Cân, lô súng đạn kia đâu? Cha, người xem, nung chảy súng thành rèn nông cụ. Vậy mà em cũng nghĩ ra. Anh nhìn xem, bây giờ em chỉ muốn sống cuộc sống bình yên như vậy. Tự mà sống đi. Đừng trảm chết tiệt. Anh đi đâu vậy? Em cho anh biết, anh đừng hòng bỏ lại em. Được rồi, còn ra vẻ. Nếu không có em trai chúng ta và cách ly, Trấn Đồ Môn là bị nhuộm máu lần nữa. Ông bớt nói vài câu đi, nằm xuống dưỡng thương. Đúng rồi, tôi muốn nếm thử trà đại hồng bào kia. Chính là loại cô bé kia đưa đến đây đấy. Trà ngon, cần có nước ngon để ngâm. Chờ đến mùa đông đi. Chờ. Tôi không chờ. Lão Diệp.